củ dày có cái kẹo này để mày làm cà. Đúng cái vùng quê mình ăn kẹo thực tế này thì cũng không ấy, chỉ có đường với nha chả có gì cả. Như làm sao lạc đều được nhỉ? Để lúc lạc đều được ngọt hết. Kẹo lòng có bác ơi. Có thì phải đun lại không? Dạ. Phải làm hết thì có thì đi nữa thì này. Anh ơi kiểu lắm đi anh, ăn thử đi ngon lắm anh ơi. Có thì anh này cũng làm nhanh là tính nghèo rồi này.